Thôi bà đi tìm cá đi. Đây. Đấy, đây là con cá gì? Đây là con cá cờ. Háo. Hả đó. Cá cờ đang bơi đó. Cá cờ đã bơi đó. Chỉ ngồi đi như tiền đó thôi. Rồi, im. Để nó bơi. Hãy chỉ giữ nó bơi. Đây, cá cờ. Cá cờ đây. Đây, cá cờ đây. Được rồi. Rồi. Chỉ có mỗi chiếc trụ đây thôi. Để bố thử xem nào. Có cờ nè. Gì im nhỉ? Bố tôi đây thử giúp xem có gì gì được không? Cá cờ đang bơi đấy. Từ từ để bố cho xem. Để bố quay đã. Cho vợ đi vào đây. Hãy cho bơi. Hãy cho bơi. Tôi đây, hãy cho chị cho mình. Đi đứng đây để bố xúc nha. Được thôi. Ồ, được một con bé luôn. Gì được cá bống. Cá bống. Thằng nào. Chiếc cốt có để đâu? Không đi xa nhá, không xa thì nước suối nó mạnh chảy đấy. À, dưới đây là một con cá bống. Đây đây. Đây. Đây này hả? À, cả bống đấy. Một cái ốc nữa kìa. Dưới được một cái ốc nữa. Nha. Yeah. Một xúc tiếp nha. Yeah. Rơi lên đây rồi.
Không có rồi. Bắn đi thử thả cho nó trôi cho nào. Bắn đi thả cái chuối này cho trôi cho nào. Thả thẳng suối, thẳng suối nó cho nó trôi lắm. Đây mà. Đấy thẳng suối để cho nó trôi. Vứt thùng suối. Cá ở đâu? Không, cái này này. Bắn đi vứt thùng suối. Trong suối. Thằng suối. Có cá. Không không thả, không thả đâu. Cá tí thả sau. Thả cây chuối xuống. Ừ, vứt đi, vứt cây chuối không? À. Nó quay lại. Quá đi. Nó đi không đuổi theo. Để cho nó trôi thôi. Hoa, trôi xa lắm rồi. Cầm lại. Cầm cái vật cổ duy. Thế này. Có con mình lội qua suối nhá. Chậm chậm thôi, nguy hiểm lắm luôn đấy. Thôi đi, quay lại. Sợ quá. Đi đâu? À, chúng ta đã an toàn. Nhiều lắm luôn đấy. Đi lên kia xúc cá nhỉ.